làm sao bóng. Lực phòng ngự thành công. Kết thúc đi, vẫn chưa được. Lần này thì đã là điểm số dành cho Indonesia. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 4 điểm. Phòng ngự bước 1 không tốt và có vẻ như đang có một tuyển thủ bị chấn thương và cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Một chấn thương ở chân. Đó là Lâm Oanh. Lâm Oanh đã có một trận đấu hay. Và cô đang cần các nhân viên y tế và các đồng đội khiêng ra ngoài. Nếu không có sự góp mặt của truyền hài Lâm Oanh trong những thời khắc quyết định thì đó sẽ là một tổn thất lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Lâm Oanh đang có một vết đau ở vùng chân và không rõ là mức độ của nó như thế nào. Ở đó, và đã cứu thành công. Tiếp tục là ba đá bóng tốt và đó là điểm số 19 dành cho Việt Nam.